Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 5, tập 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài 15, ôn tập về giải toán, trang 18. Cái bài này thì mình ôn lại cái phần của lớp 4 nha. Cái bài có dạng toán gọi là tổng tỷ và hiệu tỷ. Đấy. Cái bài này là lớp 4 chúng ta đã học rồi. Bây giờ lên lớp 5 thì chúng ta ôn lại thôi. Như vậy chúng ta giải cái bài toán mà về tổng tỷ và hiệu tỷ này như thế nào? Về tổng tỷ thì nối đến chữ tổng thì chúng ta cộng, được không? Hiệu thì chúng ta trừ, được không? Rồi. Trước tiên chúng ta, đây là cái tỷ số, thì đây người ta hỏi chọn tổng thì chúng ta cộng hai cái này lại, được không? Cộng hai cái này lại. Rồi trước tiên là chúng ta tính tổng số phần. Tổng số phần này chúng ta lấy 3 chúng ta cộng cho 7. Tử cho chúng ta cộng mẫu bằng 10 phần. Nào. Rồi. Nào. Tổng nè. Tổng là cộng. Tổng thì cái này chúng ta cộng tử và mẫu. Mà ngay chỗ này lấy người ta cho hiệu thì chúng ta trừ. Được không? Rồi, tiếp theo chúng ta tìm, người ta yêu cầu là tổng của hai số là 100, tỷ số của hai số là 3/7, tìm hai số đó. Tìm hai số đó thì chúng ta ngay chỗ này là số bé và số lớn, người ta họ cũng đã cho đây số bé. Số bé thì đây. Số bé là chỉ chiếm có 3 phần. Số bé là 3. 1, 2, 3. Số lớn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phần. Giờ chúng ta sẽ tìm số bé trước. Số bé thì chúng ta lấy cái này, chúng ta chia cho bao nhiêu phần? 10 phần. Chúng ta lấy 100 này, chúng ta chia cho 10 phần này. Rồi sau đó này, chúng ta nhân cho số bé có 3 phần này, chúng ta nhân cho 3. Bằng 10. 100 chúng ta chia cho 10, cho 10 là còn 10. 10 x 3 là 30. Nha. Rồi số lớn. Số lớn là có 7, đúng không? Cách tính thứ nhất thì chúng ta cũng chia rồi chúng ta nhân cho 7, cách tính thứ nhất. Được không? Cách tính thứ hai thì chúng ta trừ ra, tại vì tổng của nó là tổng của hai số là 100 mà số bé đã 30 rồi thì số lớn nó còn lại là 70 chứ, tại vì hai số này là tổng 100, đúng không? Mà số bé đã 30 thì số kia còn lại là 70, 100 nó trừ cho 30 còn là 70. Đó là cách tính thứ hai. Nào. À, thầy nhắc lại có hai cách tính. Cách tính thứ nhất thì chúng ta lấy 100 chúng ta chia 10 và chúng ta nhân cho 7 phần. Tại vì số lớn nó tới 7 phần. Được không? Thì nó cũng ra là 70. Cách tính thứ hai, chúng ta lấy 100 này chúng ta trừ cho cái số bé này thì ra số lớn. Rồi, chúng ta lấy 100 ha, 100 chúng ta chia cho 10. Chúng ta nhân cho 7 phần. 100 chúng ta chia cho 10 là bằng 10, 10 nhân 7 là 70. Được không? Được không? Cách tính thứ hai. Cách tính thứ hai này, đây thầy ngoặc đây là cách tính thứ hai, chúng ta lấy 100 này. Chúng ta trừ cho 30 này. Số bé này bằng 70. Được không? Đó là hai cách tính thứ hai. Rồi, đáp số. Số bé 30. Số lớn 70.
Rồi. Qua bài tiếp theo. Bài này thì chúng ta lại thuộc về hiệu. Người ta cho hiệu này. Hiệu thì chúng ta sẽ trừ. Thì chúng ta thấy cái tử và cái mão thì số nào lớn hơn chúng ta trừ số đó, chứ không phải nhất thiết là lấy cái mão chúng ta trừ tử. Không phải là chúng ta lấy cái tử chúng ta trừ mão, được không? Chúng ta thấy cái mão hoặc cái tử số nào lớn hơn thì lấy số đó trừ số kia. Được không? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ trước tiên chúng ta gọi là hiệu. Hiệu số phần. Chín nó ra trừ cho 4 bằng 5. Được. Rồi. Chúng ta đã tính được cái hiệu. Chúng ta cũng tương tự giống như cái tổng vậy. Số bé là đâu? 1, 2, 3, 4. Số bé là này. Chúng ta lấy cái hiệu. Hiệu là 55. Chúng ta chia cho cái số phần. Rồi sau đó chúng ta nhân cho số bé là 4 phần. 4 bằng 55 chúng ta chia cho 5 là bằng 11. 11 giống nhau nhân cho 4 là bằng 44. Tiếp theo, số lớn là chúng ta sẽ có hai cách tính. Cách tính thứ nhất thì chúng ta cũng lấy 55. Chúng ta chia cho 5 và chúng ta nhân cho 9, được không? Rồi. Còn cái tính thứ hai thì chúng ta lấy con số bé này. Số bé này nè. Chúng ta cộng cho con 55, được không? Thì ra con số lớn. Rồi, thầy sẽ tính cách hai cách luôn. Rồi chúng ta 55 chúng ta chia cho 5. Chúng ta nhân cho 4. Nó quay nhân cho 9 chứ. Như vậy là bằng 99. Được không? Và cách thứ hai thì chúng ta sẽ lấy con 55 này nè. Chúng ta cộng với con số bé này. Số bé này bằng 99. Được không? Đó là hai cách tính. Cách tính nào cũng được. Rồi chúng ta đáp số. Số bé là 44. Số lớn 99. Tiếp theo bài số 2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả là 116 quả. Số trứng gà bằng 1/3 số trứng vịt. Hỏi trong thúng đó có bao nhiêu quả trứng gà và bao nhiêu quả trứng vịt. Rồi chúng ta phân tích cái đề. Xem chúng ta coi cái đề này nó thuộc vô cái dạng gì, tổng tỷ hay là hiệu tỷ. Chúng ta thấy này, một thúng đựng trứng gà và trứng vịt, như vậy là vừa đựng hai cái loại trứng này là tổng, đúng không? Tổng. Tổng của nó là 116. Nè. Một cái thúng mà đựng cả hai trứng này là tổng. Nè. Số trứng gà là bằng 1/3 số trứng vịt, như vậy là một cái tỷ. Nè. Người ta hỏi là gì trứng gà và trứng vịt thì cũng tương tự như là cái bài bên này, cái bài số 1 này. Nhưng mà người ta họ diễn giải theo cái kiểu trứng nó khác, được. Chứ nó cũng là vậy thôi.
Chúng ta đi đầu tiên chúng ta tính là tổng số phần bằng nhau là rồi, 1 ta cộng cho 3 là bằng 4 phần. Rồi, chúng ta xem cái trứng gà là mấy phần và trứng vịt là mấy phần. Người ta nói là số trứng gà bằng 1 phần 3 số trứng vịt. Có nghĩa là cái trứng gà này là cái tử, là cái trứng vịt là cái mẫu. Được không? Trứng gà là cái tử là 1, trứng vịt là cái mẫu. Rồi. Cái chữ nào đứng trước thì nó là cái tử, và cái chữ nào đứng sau là cái mẫu. Như vậy cái trứng gà bằng 1 phần 3 có nghĩa là 1. Được. Như vậy chúng ta sẽ tính cái trứng gà. Số trứng gà có là rồi 116 chúng ta chia cho 4 rồi chúng ta nhân cho 1, được không? Trứng gà có 1 phần, được không? Rồi 116 chúng ta chia cho 4 là được bao nhiêu? 42. 2 nhân cho 4 là 8. 8 11 là 3. 36 9 9 4 36 trứng. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta tính số trứng vịt. Rồi, ta sẽ ghi hai cách tính nha. Ta lấy 116 thầy chia cho 4 và thầy nhân cho 3 bằng. Như vậy là 116 chúng ta chia 4 là được 29, 29 nhân 3, 9 3 27 viết 7 thì như 2. 2 3 6 và 8 7 trứng. Cách thứ hai. Cách thứ hai là ngay chỗ này thì chúng ta tính sao? Cách thứ hai thì chúng ta tính là bây giờ cái này là tổng số phần đúng không? Thì chúng ta lấy 116. Chúng ta trừ tại vì đó là cái tổng. Đúng không? Chúng ta trừ cho 29 trứng bằng 87. Nào. Đó là cách thứ hai. Chúng ta lấy 116 chúng ta trừ cho 29 trứng gà thì ra trứng vịt. Đáp số. Hai mươi chín trứng gà. Và 18 17 trứng vịt. Được. Hai cách tính nha, cách thấy viết đỏ đỏ này là thầy cách tính thứ hai á. Qua trang tiếp theo. Bài số 3. Số 3 sao người ta chưa dài dữ. Biết sao đây. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật, có chu vi là 160 m và chiều rộng là bằng 2/3 chiều dài. Câu A. Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó. Câu B. Người ta để 1/24 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông? Rồi, trước tiên thì chúng ta phải đi tính cái chiều dài và chiều rộng của vườn hoa. Nào, đó là câu A, bắt buộc. Mà bây giờ tính chiều dài và chiều rộng của vườn hoa này thì chúng ta phải dựa vô cái chỗ này.
cái chu vi. Người ta họ có là cái chu vi của hình chữ nhật là 160, được không? Mà cái chu vi của hình chữ nhật là chúng ta là có gì? Dài cộng rộng nhân 2. Được không? Như vậy là dài cộng rộng này, dài này cộng cho rộng này. Rồi sau đó chúng ta nhân cho 2 này bằng là 160 này. 60 mấy này. Đó là phân tích cái đề đó. Được không? Rồi, bây giờ là chu vi như thế. Bây giờ mình cần quan tâm là mình đưa về cái bài toán này là vô cái bài toán gọi là tổng tỷ. Được không? Chúng ta có chiều dài và chiều rộng này nè. Chiều dài và chiều rộng. Thế vậy chúng ta phải đưa con 2 này qua bên này. Được không? Đưa con 2 này qua bên này. Đưa con 2 này qua bên này. Đây là chúng ta thấy có phải là phải nhân đúng không? Coi như đây là cái dấu, cái giá trị... tích đâu, muốn tìm cái cụm này thì ta lấy cái này, nó là chia cho 2, như là bằng 80. Đó. Như vậy tổng chiều dài và chiều rộng là bằng 80. Đó. Đấy. Như vậy là tổng của nó là bằng 80 và tỷ số của nó là bằng 2/3. Rồi chúng ta dựa đi đó thì chúng ta sẽ tính là tổng tỷ, rồi chúng ta tính được chiều dài và chiều rộng. Đây trước tiên là chúng ta là tính nửa chu vi là. Đây chỗ này là chúng ta là tính nửa chu vi. Mà nửa chu vi của nó chính là chiều dài và còn cộng chiều rộng nha. Mục đích của mình tính nửa chu vi để làm gì? Mình cần có là cái tổng này nè, cái tổng chiều dài cộng chiều rộng. Chứ mình không có cần có con 2 này nữa. Được không? Không cần có con 2 này nữa. Cần 2 này là mình đâu có cần. Được không? Đấy. Như vậy chỗ này là gì? Chúng ta sẽ có chiều dài. Dài. Ha. Cộng cho rộng. Bằng 160. Chia 2. Bằng 80. 80 mét. Đó. Chỗ này thì lỡ viết rồi nó 6 rồi, bôi đi. Nên là số 0 à, 80. Rồi. Như vậy chúng ta có đó dài cộng rộng là bằng 80, được không? Như đây là một cái tổng. Được không? Rồi, chúng ta có là và chiều rộng là bằng 2/3 chiều dài. Rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta tính tổng số phần. Rồi, 2/3 là 2 nha. Ta cộng cho 3 bằng 5 phần. Thế là đây là chiều rộng là 2 phần, chiều dài là 3 phần đúng không? Tiếp theo. Câu A chúng ta tính cái gì? Chiều rộng là 2/3 tổng là rộng, dài cộng rộng là bằng 80. Vậy 80 chúng ta chia cho tổng là 5 phần. Rồi chúng ta nhân cho 2 nha. Ủa ta chia cho năm chứ sao ta chia cho năm mươi dữ à. Miệng thì đọc nơi mà sao viết nãy kỳ ta. Ta chia cho 5 thôi chứ đâu 50 dữ rồi. Có 5 phần đâu mà. 80 ta chia cho 5. Vậy là được 1 16 8 chia 5 được 1 3 30 16. 16 nhân 2 là 32. 32 mét. Được không? Tính được chiều rộng. Chiều dài là hình chữ nhật là
thêm vô cho hình chữ nhật cho nó đầy đủ. Rồi ta lấy 80 chúng ta trừ cho 32 được không? Và cách thứ hai chúng ta lấy 80 chúng ta chia cho 5 rồi chúng ta nhân cho 3 bằng, nãy chúng ta chia ra là lượt 16 đúng không? 16 ta nhân cho 3, 36 18 với 8 rồi như 1, 3 1 3 vậy là 48, 48 mấy không? Rồi cách thứ hai nha, cách thứ hai, cách thứ hai chúng ta lấy 80 chúng ta trừ cho 32 và cũng là bằng 48 được không? Cách thứ hai đây nha, cách hai. Rồi như vậy là câu A chúng ta đã hoàn thành được không? Câu A chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta quay ngược lại câu B, người ta yêu cầu gì? Người ta để dành 1/24 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông? Và trước tiên chúng ta sẽ tính cái diện tích của hình chữ nhật, rồi chúng ta sau đó chúng ta nhân cho 1/24. Được không? Chúng ta trước tiên thì chúng ta sẽ tính cái diện tích hình chữ nhật là muốn tính diện tích thì chúng ta lấy chiều dài và chúng ta nhân cho chiều rộng. Nào. Rồi, cái này thầy bấm máy tính luôn cho nó nhanh gọn ha. 32 nhân cho 48 bằng 1536 mét vuông. Nào. Rồi tiếp theo, người ta họ nói là dành 1/24 diện tích cái vườn hoa để làm lối đi, người ta tính là cái diện tích của cái lối đi là bao nhiêu, thì chúng ta lấy con số này chúng ta nhân cho 1/24 được không? Diện tích lối đi là 1536 chúng ta nhân cho 1/24. Thì cái này chúng ta nhân cho 1 chúng ta chia cho 24 được không? Nhân 1 thì chính chính nó luôn, chia cho 24 là bằng 64 mét vuông. Được không? Đáp số. Đáp số câu A là dài rộng, rồi cái này đáp số nha, đáp số cả câu A và câu B luôn ha. Rộng 32 mét, dài 48 mét và diện tích lối đi là 64 mét vuông. Được không? Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.